Mình tên Nghĩa Khôi, năm nay 8 tuổi, mình học lớp 2, trường tiểu học Xuân Nội. Ba tuổi thì nói với mình là tự tin trong thật kia tả, mong mọi ngày của chúng mình. Hôm nay mình sẽ nói về ước mơ của mình và sở thích của mình và những điều mà mình không mong muốn và những điều mình mong muốn. Ước mơ của mình là một chủ tịch, còn sở thích của mình là đá bóng, còn những điều mình không mong muốn là không biết ơn những người đã để cho mình và không được quên bố mẹ của mình và những điều mình mong muốn là phải biết tôn trọng bố mẹ và phải yêu quý những người khác và phải yêu quý những người yêu quý mình, những người không yêu quý mình vẫn yêu quý họ. Tạm biệt các bạn.